đại nhóm bạn tiệc ma túy tập thể trong nhà hàng. Bị bắt quả tang cùng nhóm bạn đang sử dụng ma túy trong nhà hàng, Nguyễn Anh Đức khai nhận mang số ma túy trên đến quán để cả nhóm sử dụng. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ một trong 7 đối tượng bị phát hiện tượng dương tính với chất ma túy tại một nhà hàng trên địa bàn quận để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, Công an phường Hòa Minh phối hợp cùng đoàn công tác của Công an quận Liên Chiểu tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng Anh Tuyết trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh. Qua kiểm tra, phát hiện tại phòng 403 của nhà hàng có 7 đối tượng đang sử dụng ma túy, gồm Nguyễn Anh Đức, 36 tuổi và Lê Minh Nhớ, 30 tuổi, cùng chú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Trần Minh Thiện, 31 tuổi, Trần Duy Nghi, 34 tuổi và Trần Duy Thắm, 41 tuổi, cùng chú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Phan Ngọc Vinh, 38 tuổi, chú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và Lê Thìn, 35 tuổi, chú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Tang vật thu giữ gồm một gói ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một ống hút được quấn bằng tờ tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng. Tiến hành test nhanh, cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Anh Đức khai nhận mang số ma túy trên đến quán để cả nhóm sử dụng. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính các đối tượng còn lại.